Thần thiếp ý kiến hoàng thượng. Hoàng hậu, nàng đến đó à? Sao hoàng hậu lại làm những việc này? Cứ để cung nữ làm là được rồi. Thiếp đến đây là có chuyện. Tất cả mọi thứ chuẩn bị cho ngày nạp phi đã xong. Thiếp mang y phục đến. Hoàng thượng xem đã vừa ý hay chưa? Y phục nàng chọn thì tất nhiên ta phải vừa ý rồi. Ta xin lỗi, chắc là nàng buồn ta lắm phải không? Đáng lẽ ta không nên... Hoàng thượng, không sanh được con nối dõi, đó là lỗi của thiếp. Hoàng thượng nạp phi là điều nên làm mà. Thiếp sẽ chuẩn bị tốt cho ngày mai, sẽ chỉ dạy cho nguyên phi những điều cần thiết. Hoàng thượng có nghĩ cho thiếp như vậy, thiếp thực sự rất vui lòng. Nguyên phi ỷ lan chính thức vào cung, hoàng thái hậu vô cùng hài lòng. Riêng hoàng hậu Tự Như dù cố tỏ ra bình thản nhưng vẫn không giấu được sự ghen tuông trong lòng. Ỷ lan ý kiến thượng dương hoàng hậu. Không cần trịnh trọng thế đâu, sau này gọi ta là tỷ tỷ được rồi. Đây là tất cả các nguyên tắc và luật lệ trong cung, nguyên phi hãy học thuộc và làm theo. Hôm sau sẽ có đại tổng quản đến kiểm tra. Muội đã biết thưa hoàng hậu, muội nhất định sẽ học thật tốt. Hãy nhớ lời ta, vào cung rồi là người của hoàng cung, không được tự do thoải mái như bên ngoài. Sống phải biết phép tắc, nếu không đến mạng của mình muội cũng không giữ được đâu. Muội sẽ ghi nhớ thưa hoàng hậu. Hồi cung. Hôm nay hoàng thượng không đến à? Dạ thưa hoàng hậu, hoàng thượng bảo người còn nhiều việc triều chính phải lo. Hoàng thượng đang ở đâu? Để ta mang trà nhân sâm đến tẩm bổ cho người. Thần thiếp ý kiến hoàng thượng. Hoàng hậu, nàng đến đây có chuyện gì? Thiếp nghe nói người bận lo việc triều chính nên cố ý mang nhân sâm đến đây cho người tẩm bổ. Lại thấy người đang vui vẻ với nguyên phi như vậy, thiếp cũng bớt lo lắng trong lòng. Ta chỉ là nghỉ ngơi, đi dạo với nguyên phi thôi. Bát nhân sâm này cứ để ỷ lan dùng. Nàng ấy đang không khỏe, lại còn lo chuyện triều chính nước ta. Nguyên phi không khỏe à? Để thiếp sai nô tỳ chuẩn bị nhân sâm riêng cho nguyên phi. Còn bát này người cứ dùng đi. Không, không cần phải phiền phức thế đâu. Bát nhân sâm này cứ để ỷ lan dùng. Năm ấy ỷ lan hạ sanh thái tử Càn Đức, cả hoàng cung ai cũng vui mừng. Ít lâu sau, hoàng thượng phải thân chinh ra chiến trường, không thể quản được triều chính và chọn ra một phi tần tài giỏi để trao lại kim bài giữ quyền nhiếp chính. Hoàng thái hậu, người định giao kim bài cho vị phi tần nào ạ? Dựa vào yếu tố gì để hoàng thái hậu chúng tôi tìm có thể biết được không? Bọn nha đầu nhiều chuyện này, các người hỏi ta dựa vào điều gì ạ? Là dựa vào khí chất của con người có bốn loại khí chất. Thứ nhất là người xoay mở, nhiệt tình, cởi mở, rất chủ động, dám nghĩ dám làm, thẳng thắn quyết tâm, nhưng mà bảo thủ, hiếu thắng không phải là giữ thể kiên trì, đó chính là khí chất nóng đặc trưng. Khí chất thứ hai gọi tên là ly hòa, người hoạt bát, vui vẻ và dễ gần, có tài ngoại giao, rất lạc quan và nhiều sáng kiến, nhưng có đôi phần chủ quan, hấp tấp, lại quá vội vàng. Và một loại nữa chính là hơi điềm tĩnh, mà khí chất về điềm tĩnh ít nói mà nói là sẽ đa. Những hôm nay có đó đều có nghĩa ưu điểm tin đạt kiên định và chắc chắn vô cùng, nhưng có đó còn hơi thứ nhất và cái cô điều mới chẳng hơn người. Và cuối cùng chính là người vô tư, sống kín đáo sâu sắc mà khó tiếp thiên, từ các kiên trì lúc đó rất cẩn thận nhưng chẳng chịu được sự ép, lại thiên thần dễ bị tổn thương. Có điều quan trọng hơn đã chính là tính cách, người tính tốt vì tha thiên tốt. Còn một tính nữa gọi là trung lòng.
lần là nhớ cho hoàng thái hậu. Đúng là hoàng thượng không bao giờ làm ta thất vọng. Cô ngồi đi. Hoàng thái hậu, người quyết định sao rồi? Thượng thương có phải là người chọn hay không? Nàng ấy là người điềm tĩnh, có phần linh hoạt. Bao năm qua, quả trị hậu cung rất tốt. Tính cách thì khiêm tốn, kiên nhẫn, chịu khó, lại bình thản và khoan dung. Chưa bao giờ thấy thân phận hậu nghi thiên hạ ra làm khó các phi tần khác. Hoàng thượng, đó chỉ là những gì người thấy thôi. Không có ai hoàn hảo cả. Thượng thương hoàng hậu cũng là một người vợ, chẳng chắc sẽ có những ích kỷ trong lòng. Đôi khi còn có cả sự nhẫn tâm nữa. Nhà đầu kia, đây là chỗ mà biết có thể lên tiếng mà là hộ trưởng. Thôi, nhà đầu này đó cũng không phải là sai. Thượng Dương là người có đầy đủ năng lực từ gì, phương pháp ngô ngữ, biểu diễn và nội tâm để trở thành nhà lãnh đạo giỏi. Nhưng Thượng Dương là người khó đó, trong lòng nghĩ gì đôi khi ta cũng không biết. Quyết định lần này của ta có thể là hồi vui dậy sau. Thôi, sắp đến giờ lại rồi. Đây, có phải vì chuyện kim bài đúng không? Thực ra thì... Không đâu thưa hoàng thượng, giao kim bài cho ai, đó là quyết định của người. Thiết nào dám buồn dám nghĩ, chỉ là cảm thấy tội cho Nguyên Phi Ỷ Lan, vừa có con nhỏ, vừa phải gánh gồng trọng trách đất nước trên vai. Thiết có ý này, hay là hoàng thượng để càng đức cho thiết chăm sóc, đỡ một phần gánh nặng cho Nguyên Phi. Thiết cũng giỏi trong mấy chuyện này. Thiếp tin chắc rằng càng đức sẽ lớn lên, thông minh và khỏe mạnh trong vòng tay của thiếp. À đúng rồi, vậy mà ta không nghĩ ra. Cảm ơn nàng rất nhiều, hoàng hậu. Nhi thần kính nàng linh nhân nương nương. Thái tử, ta đến để dùng cơm cùng con đang bận à? Dạ không mẫu hậu, con đang đi dạo thì vô tình bắt gặp linh nhân nương nương. Người đến rồi thì mẹ con chúng ta cùng đi ăn thôi.
Năm 1072, vua Lý Thánh Tông băng hà ngoài xa trường. Thái tử Càn Đức lên ngôi, Thượng Như Hoàng hậu trở thành Hoàng Thái hậu, nắm quyền nhiếp chính. Nguyên Phi Ỷ Lan chỉ giữ chức Hoàng Thái phi. Thượng Như, tỷ đang làm cái gì vậy? Con của muội tỷ cũng cướp, giờ quyền nhiếp chính cũng vào tay tỷ. Càn Đức mới là con của muội mà. Hoàng thượng vừa băng hà mà muội chỉ nghĩ đến việc ai giữ quyền nhiếp chính. Thật quá uổng công mấy mươi năm qua hoàng thượng mù quáng sủng ái muội. Mù quáng à? Đúng là hoàng thượng mù quáng. Nhưng tỷ thì sao? Đến sự mù quáng của hoàng thượng tỷ cũng không có được. Năm xưa muội dành hết sự sủng ái của hoàng thượng, ta không nói một lời nào. Đến cuối cùng thì sao? Quyền nhiếp chính thuộc về tay muội. Thử hỏi xem, cảm giác bây giờ của muội và cảm giác năm xưa của ta có khác gì? Muội hỏi ta muốn gì à? Ta muốn đưa muội ra khỏi cung, không bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa. Thượng Dương, muội chưa bao giờ làm điều gì thẹn với lòng, thẹn với tỷ. Muội chính là vì giang sơn xã tắc, là vì hoàng thượng. Hôm nay tỷ lại dụng ý đuổi muội đi. Được, nếu tỷ muốn đấu thì muội đấu với tỷ tới cùng. Bích Nhi, hôm nay hoàng thái phi mệt rồi nên ăn nói hồ đồ. Ngươi nhận trọng trách đưa hoàng thái phi về Thanh Hoa phủ. Từ nay không có lệnh của ta, không cần xuất hiện trong cung nữa. Ngày hôm sau, hoàng thái phi cầu cứu quan tệ chấp Lý Thường Kiệt. Thần đã biết, thần xin được đến chỗ hoàng thượng ngay. Quan tệ chấp bí mật đến gặp hoàng thượng, tiết lộ thân thế thật sự của người. Không may cung nữ thân cận của hoàng thái hậu Thượng Dương vô tình nghe được. Lý Thường Kiệt, hoàng thượng nói biết sự thật rồi, lại còn đến gặp Ỷ Lan. Ta đã quá xem thường Ỷ Lan rồi. Thưa hoàng thái hậu, người đã có công nuôi dưỡng thương yêu hoàng thượng như vậy, cho dù không phải mang nặng đẻ đau, nhưng công lao cũng to bằng trời bằng biển. Chắc chắn hoàng thượng sẽ hiểu mà. Ngươi không hiểu rồi. Chốn hoàng cung vốn dĩ không đơn giản như vậy. Đến thời điểm này, Ỷ Lan sẽ không làm gì được ta. Nhưng sau này, ta phải nghĩ cách. Là Lý Thường Kiệt. Nếu không có Lý Thường Kiệt, Ỷ Lan sẽ không làm gì được. Linh Nhi, ngươi sai người lẻn vào phòng Lý Thường Kiệt lấy trộm mật đồ gửi cho quân Tống. Ta sẽ biến Lý Thường Kiệt trở thành một gian thần. Hoàng thái hậu, người làm như vậy sẽ mang tội khi quân. Hay nhỡ may quân Tống biết được mật đồ, đánh hết quân ta, chúng ta sẽ mất nước. Hoàng thái hậu, xin người hãy suy xét lại. Chúng ta còn có thái sư Lý Đạo Thành. Dẹp xong cái gai này, ta sẽ gọi thái sư Lý Đạo Thành về dẹp loạn quân ngoài xâm. Ngươi không cần phải lo. Linh Nhi biết rồi, Linh Nhi sẽ đi làm ngay. Nam quốc sơn hà nam đế cư, tuyệt nhiên định phận tại thiên thư. Như hà nghịch lỗ lại xâm phạm, nhữ đẳng hành khang thủ bại hư. Quan đại chấp to gan, gặp hoàng thái hậu sao không quỳ xuống? Hoàng thái hậu à, ta để xem ngươi còn là hoàng thái hậu được bao lâu nữa. Quan tệ chấp ngươi đứng trước cung ta nói mấy lời sằng bậy như vậy là có ý gì? Ý gì à? Lát nữa thôi, ngươi sẽ hiểu rõ. Thượng Dương tỷ, bẩm hoàng thái phi, ngươi đã đến rồi. Đến để xem trong triều đình đang có kẻ âm mưu bán nước. Khanh nói sao? Có kẻ âm mưu bán nước? Khanh có bằng chứng gì không? Giảng ta vào đây. Bẩm hoàng thái phi, đây là tin lính thần đã bắt được hắn đang cố gắng gửi mật đồ sang cho quân Tống. Đã may thần đã kịp thay đổi các vị trí trong quân nên ta đã không có chuyện gì xảy ra. Nô tài to gan, tại sao ngươi dám làm ra chuyện tày trời như vậy? Là ai đã sai khiến ngươi? Thượng Dương hoàng thái hậu, xin hãy cứu thần, thần không muốn chết, xin hãy cứu thần. Nô tài to gan đã phạm tội khi quân, còn tính đổ tội cho ta, ngươi có muốn chết không? Kìa hoàng thái hậu, thần đã mất công đem người đến, tại sao người lại giả vờ như không biết? Quan tệ chấp ngươi ăn nói hồ đồ, lại cố ý đổ tội cho ta, có phải là muốn chết rồi không? Là thần nghe lệnh Linh Nhi, cung nữ của hoàng thái hậu để làm việc này. Linh Nhi bảo chỉ cần hoàn thành xong sẽ cùng gia đình hưởng vinh hoa phú quý. Ai ngờ đâu, xin tha cho thần tội chết, xin tha cho thần tội chết. Hoàng thái hậu, nô tỳ chỉ làm theo lệnh của người, xin người hãy cứu nô tỳ. Thượng Dương, thì còn muốn chối gì nữa không? Ỷ Lan, ta đã biết lỗi sai của ta rồi. Ta đã quá hồ đồ, suy nghĩ không thấu đáo. Muội sẽ tha thứ cho ta đúng không?
ta chỉ mới có một lần bán nước, sẽ không có lần sau đâu. Một lần bán nước à? Ha 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 ha. Vậy hoàng thái hậu chỉ cần chết một lần thôi. Quan đệ chấp, hoàng thái hậu tuy là rất sai, nhưng có thể niệm tình hoàng tộc mà tha cho tỷ ấy một lần không? Tha thứ à? Hoàng thái phi muốn tha thứ cho hoàng thái hậu à? Nếu vậy xin hoàng thái phi hãy chém đầu thần đi. Thôi được rồi, thượng dương hoàng thái hậu mang tội bán nước, không thể tha thứ. Nay đẩy 72 cung nữ cung thượng dương và phụ cấm không ăn không uống. Còn thượng dương hoàng thái hậu lãng tử. Mang án tử. Hoàng hậu thượng dương bị nhốt vào cung cấm chờ lệnh tử. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con yêu anh. Mẹ yêu con nhất đời, ở nơi vương trời xa xôi. Hãy yên tâm, mẹ vẫn vui. Từng dòng thư ôm bao nhớ thương, mẹ nhớ anh mang trao đến con. Chúc con yêu được hạnh phúc, mãi bình an. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe con. Và một giải pháp về tâm lý lãnh đạo đã tới.